Minh Thúy xin kính chào quý vị. Hôm nay tối thứ Tư, 28 tháng 7, 2021. Chương trình Bản tin Hoa Thịnh Đốn hôm nay xin được phát hình phần 21, buổi phỏng vấn đặc biệt với nhà văn Phan Nhật Nam do Phan Lê Dũng thực hiện. Còn cái sinh hoạt của chế độ đề nghị Cộng Hòa thì anh nghĩ sao? Những cái người báo chí chẳng hạn như là báo chí Việt Nam, báo chí Mỹ, rồi họ cũng nói về những cái chính quyền, người ta Việt Nam mình hay cười cười nói là nhà báo nói láo ăn tiền, nhưng mà thật sự thì có nói láo không? Có quá đấy chứ. Vì tôi không phải là chuyên nghiệp, tôi không phải là nhà báo của, mặc dù tôi có viết báo cho Sóng Thần và cũng Chú Tử rồi báo Đại Dân Tộc cũng báo Long Triều, tôi có viết báo hết. Và nói ra tôi nhờ viết báo và chụp hình á, tôi là người đầu tiên có đưa một cái bộ hình của Hà Nội về đến bán cho UPI, đắt lắm, bán đến mấy chục ngàn luôn. Thành thử đã cho tôi những cái món lợi, món tiền gấp mấy lần lương lính. Nhưng mà tôi thấy rằng báo cũng trật hết. Trật hết, ví dụ như sao? Năm 74, dầu sôi lửa bọc như vậy. Mà tôi bảo rằng là bây giờ mà nói ra chuyện như cái rán, ông Phan Khắc Từ, Trần Hữu Thanh bảo rằng chúng ta phải đánh cái thằng quỷ lớn trước, rồi đánh thằng quỷ nhỏ sau. Tức đánh thằng quỷ lớn trước là sự tham nhũng, là chế độ thiệu. Trời đất ơi, nói như thế. Rồi còn cái chuyện Cộng sản đánh sau. Rồi còn ông Nguyễn Viết Khai thì bảo rằng, của báo Đối Diện, thì bảo chúng ta hãy hòa hợp, hòa giải với người anh em chúng ta, rồi trước, rồi giải quyết cái chuyện với người Mỹ là hòa hợp, hòa giải với anh em chúng ta trước. Thì tôi mới hỏi các ông đó tại ngay nhà thờ Tân Định năm 74, các ông họp rồi nói, nhưng mà chúng tôi xin được hòa hợp, hòa giải, vừa quy xuống bắt tay nó đâm mình phát, nó bắn mình cái thì làm sao. Mà đó là sự thật. Thành thứ các tiếng nói của các ông ta thì đến giờ này, ông Ngọc Lan, ông Trương Tiến, ông Phan Cát Từ, ông Nguyễn Viết Khai đã thấy ra rõ ràng. Các ông hãy nói thật đi, bây giờ các ông thay ngồi ở đây để nghe anh với tôi nói chuyện đi, thì các ông đã thấy các ông sai sao. Thì bây giờ đến người chung chống tham nhũng, ký giá đi ăn mày. Ký giá đi ngay, toàn bạn tôi không à, xếp vàng ở Sài Gòn đi. Đi ăn mày xong đi vô Thanh Thế uống rượu. Đi ăn mày thì đúng ăn mày thật. 30 tháng 4 rớt xuống tất cả đi ở tù hết. Từ Đại Dân Tộc, Sóng Thần, Uyên Thao, Uyên Thế đi ở tù hết. Yeah. Ký giả đi ăn mày hình như có Nguyên Thao, có bà Trùng Dương, có tất cả các ông bạn bè thân của, thì tôi nhắm bảo các ông lúc đó làm sai làm trật. Nhưng đây là các thì đi ăn mày thiệt là sau 30 tháng 4 75 về đấy, nó nhốt ông lên là Đoàn Kế Tường, là đấy ai cũng nhốt hết, đa hóa hết, Hoàng Hải Thủy rồi gì nó hô hết, văn quan ở đâu hô hết. Cũng may tôi không phải là ký giả, tôi không phải nhà văn, thành tự đỡ tránh được bị dục bởi các lớp đó. Tôi chỉ là đại úy nhẹ dù tôi trình diện một tổng giám bắc. Thành tự đó, thành tự anh hỏi rằng là nhà báo của nơi lao ăn tiền không, thì tôi thấy rằng chắc có chứ, đó chắc có. Hoặc là các ông như ông Nguyễn Viết Khai, linh mục Nguyễn Viết Khai, chắc chắn là vị này không phải là nói lão, nhưng mà vị đã nói rằng chúng ta phải hòa giải với người anh em trước. Ông viết trong báo Đối Diện mà tôi có trích ở trong Tù binh Hòa Bình, ông ta bảo rằng bảo Cộng sản xâm lược nhưng mà đã bán công danh cho Mỹ. Đâu có công danh, đâu có bán cho Mỹ. Công danh nước người Mỹ vào Việt Nam tháng 3 năm 1965 và đến 69 bắt đầu chiến tranh ở Việt Nam, qua Việt Nam thì người ta đi ra hết. Và đến qua 27 tháng Giêng 1973 là trong 60 ngày là tôi với Bùi Tiến đứng đến mấy chục người Mỹ cuối cùng mặc kaki chứ phải mặc đồ tác chiến, thì lấy đâu mà bán cho Mỹ. Nhưng mà ông Nguyễn Viết Khai, ông đã viết trong báo Đối Diện bảo rằng là Cộng sản xâm lược miền Nam
và đế quốc, phục sự đế quốc Nga Xô Liên Trung Cộng. Nhưng mà nó đó, chỉ có Việt Nam Cộng Hòa bán cam ranh cho Mỹ, đâu có ai bán cam ranh cho Mỹ. Có chủ tịch ủy ban hành pháp trung ương Nguyễn Cao Kỳ đâu có cái quyền nào mà bán cam ranh cho Mỹ được. Vâng, muốn làm muốn có một cái nghị định, một sắc luật mà bán cam ranh cho Mỹ thì cái đó phải có quốc hội, à cái đó phải có quốc hội người đi qua các cái biểu đó, các cái sắc luật đó, làm gì có cái động tác đó. Và người Mỹ đi vô thì người Mỹ đi ra, sau năm đi vô, sau 1970 người ta đi hết. Anh nói cái chuyện đi vô đi ra với lại chuyện người Mỹ, chuyện đó rất là lần, nếu mà mình nhìn về chủ quyền Việt Nam thì rất là nhiều người nói, và ngay cả anh nữa, à, Việt Nam mình không có chủ quyền. À thì cái đó, à, cái đó là ông Bùi Diễm, ông là nói rất là rõ. Lúc đó ông là bộ trưởng, thủ tướng của ông Phan Huy Quang. Vâng. Anh nói về vụ đổ bộ Cam Ranh. Không, đổ bộ ở Đà Nẵng. À vâng, đổ bộ Đà Nẵng, xin lỗi. Vâng, vâng. Mà nếu tôi không nhầm là 23/3/65, thôi từ tháng 3 sau làm việc tắc ăn. Thế đổ bộ 2 triệu đồng. Thì buổi sáng đó ông Phan Huy Quang mới gọi ông Bùi Diễm. Ông Bùi Diễm hãy tiếp xúc với ông Manfield, một cái ông cùng ra thông cáo. Đúng. Thông cáo chung. Ông ra thông cáo chung. Mà không được thông báo gì cả. Là ông thông báo ông thủ tướng lúc đó ở bộ trưởng phụ thủ tướng. Thế đúng rồi. Nhưng mà thưa với anh Dũng, thưa với tất cả quý vị đang nghe đây, thế nào là chủ quyền? Và ngay cả nước Mỹ nữa, bây giờ tất cả các cái việc viện không học rất, và ngày 18/3 vừa rồi thì Hậu Điền Vương Nghị chỉ mặc cái phái đoàn cộng sản, cái phái đoàn Mỹ ngay tại trên lãnh thổ Mỹ, không phải bằng ngôn ngữ ngoại giao đấy, bộ trưởng ngoại giao Mỹ chỉ ơ cả ra. Chúng tôi xin mở ngoặc đơn, hay nói hơi dài dòng nhưng mà để tập trung, thế nào là chủ quyền quốc gia. 20/7/1974 ký hiệp định Geneva, các phái đoàn Mỹ, Anh, Pháp rồi có được mặc đủ hết. Ông Trung ương lại đến đưa tay, bắt tay ông Foster Dulles. Ông Foster Dulles không bắt tay. Ông Foster Dulles không bắt tay Trung ương lại là thủ tướng Trung Cộng. Một bên này là ngoại trưởng Mỹ. Không phải là ông ghét ông kia, không, không phải. Nhưng mà tại vì ông kia chưa đủ tư cách của một người để bắt tay với lại với ngoại trưởng của Mỹ, thủ tướng Trung Cộng. Lúc ấy không có ở trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, không có nằm trong ngũ cường của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, chỉ có được các nước của Đông Âu nó công nhận, không đủ tư cách. Thế thì bây giờ trở lại cái chuyện chủ quyền nước Mỹ thế nào? Mà một ông Tổng thống Mỹ nó không cho xuống cái phe ai phỏng quanh bởi cái thảm đỏ. Một ông Tổng thống Mỹ bắt buộc phải đi cửa sau. Một bà cố vấn Rice bị nó nạt nộ. Nó bảo đây, this is my country, ở đây là đất nước của tôi. Mà không phải là Bắc Kinh nó quay tường ông Tổng thống Mỹ, ông Obama. Mà ngay cả Hà Nội, có bao giờ Tổng thống Mỹ mà xuống phi trường Nội Bài ban đêm, nó đưa cái chị con nít đâu ra cầm bó bông và một cái cặp thư trưởng nghe hàng thấp vô nữa ra đón Tổng thống Mỹ ngay tại phi trường lúc 12 giờ đêm. Thành thử vấn đề chủ quyền phải đặt lại, chủ quyền, ngay cả chủ quyền của nước Mỹ kia, ngay cả chủ quyền của nước Mỹ kia đó. Rồi cái, bây giờ rõ ràng nhất cái vụ Covid-19 không từ ở Vũ Hán mà ra phải ở đâu mà ra. Thế mà ông Tổng thống Joe Biden bảo rằng đừng gọi. Rồi báo chí Mỹ cũng được gọi là đó là discrimination, với lại có China discrimination. Thưa với anh, chúng ta rất bình thản. chúng ta chỉ là những công dân hạng hai của nước Mỹ. Hãy nhìn lại, thì từ đó chúng ta thấy cái chủ quyền là thế nào. Đó, cái chủ quyền ở của nước Nga đối với Ukraine chẳng hạn. Thầy tự ở đó. Vì cái, một cái đất nước đang có chiến tranh, xin lặp lại, một đất nước đang có chiến tranh, chúng ta nếu không có đạn và súng và cung viện của Mỹ thì lấy gì mà tác chiến. Thầy tự thưa cái đó phải chịu thôi. Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục chương trình. Minh Thúy mời quý vị theo dõi phần 22
buổi phỏng vấn đặc biệt với nhà văn Phan Nhật Nam do Phan Lê Dũng thực hiện. Cái anh có viết về anh hỏi lại chủ quyền là Việt Nam, cái đó anh đã viết rồi, anh bảo là chủ quyền Việt Nam là mất chủ quyền, tức là anh vẫn cho là coi như là người Mỹ họ muốn làm gì thì làm. Thế chẳng hạn như là họ cảnh sát Mỹ đứng ngay đường phố Việt Nam hô cấm không cho Việt Nam đi, và tiêu biểu hơn nữa, tức là anh nói cái chuyện mà hồi đó anh nói là to be described as, tức là có thể được mô tả như rằng, thì anh bảo Việt Nam mình không có cái thứ văn phạm què quặt như vậy, đúng không anh? Yeah, vâng. Cho nên anh nói là mất chủ quyền là từ đó, là tự mình làm mất cái chuyện đó. Vâng. Hay chứ, ai tiếng Pháp nó có những cái con nét to mềm, hãy biết mình trước, nhưng mà mình mất chủ quyền hay không là do mình trước cái đó. Và có một người đang cố gắng để giữ chủ quyền là ông Ngô Đình Diệm. Có thể ông sai cái chuyện gì không biết, chắc chắn trong là, nhưng mà chắc chắn Tổng thống Ngô Đình Diệm nhất định ông ấy cương quyết ông giữ chủ quyền. Nếu tôi dám nói với tất cả sự trách nhiệm của mình, nếu Tổng thống Ngô Đình Diệm và Tổng thống Kennedy bị còn sống thì chắc chắn người Mỹ không đổ quân vô. Không đổ quân vô vì chính ông Kennedy cũng không dám. Ông Kennedy có gửi quân qua chỉ các cái team của Space and Fox gì mà thôi. Đó. Còn chắc chắn là không thể đối độ quân ở nếu có Tổng thống Ngô Đình Diệm. Chắc chắn như vậy. Nhưng mà hai ông đều chết. Cái chết của ông Ngô Đình Diệm có nhiều lý do về phần Việt Nam Cộng Hòa. Cái chết của ông Kennedy có nhiều lý do của phía nước Mỹ. Nhưng chắc chắn cái mô típ rõ ràng nhất và chúng ta có thể nói với tất cả sự trách nhiệm, nếu hai vị Tổng thống đó còn không bị giết thì không có cái hiện tượng của nước Mỹ đổ quân vô Việt Nam năm 1965. Vì rất rõ ràng đưa quân qua Việt Nam, Tổng thống Kennedy rất ngại. Vì đó là cái lời mà của ông Eisenhower để dặn ông Kennedy trong 1960, trong cái ngày lễ từ chức, nhớ đừng bao giờ đổ quân vô Đông Dương. Không phải vì sợ Cộng sản Hà Nội, nhưng mà sợ đụng chạm với Trung Quốc ở Bắc Kinh. Đó là lời của ông Kennedy, ông Eisenhower dặn ông Kennedy. Và ông Kennedy rất là ngại ngùng đưa quân bộ chiến vô Việt Nam. Bởi thế mới đưa hai ông Maxwell Taylor và ông McNamara để lượng giá có đến đưa hay không. Và ông đã nói đi rất rõ, ông nói với ông Hess cái cuốn mà The Dark Side of Camelot, có gì thì gì là năm 65 mà tôi tái ứng cử tôi rút quân rồi. Đó. Đến thành thứ đưa quân cô Việt Nam khó lắm. Và đây là một cái bãi lầy. Bãi lầy này không phải là, mà đến đó là sau năm đưa quân thì 68 đã thấy rồi. Walter Cronkite không phải là vô lý, mà khi mà ra là phải nói chuyện để mà rút quân năm 68. Hội nghị Bale phải chuẩn bị từ tháng 5 68 đến tháng 12 68 thì mới khai mạc. Và 68, 69, 70, 71, 72, 73 để làm gì? Để nói chuyện nước Mỹ rút quân. Thành tự đưa quân vô đã khó, và rút quân ra lại càng khó hơn nữa. Thành tự thưa với anh Dũng và thưa quý vị, chúng ta rất bình thản và công tâm trên lịch sử mà nói, Việt Nam Cộng Hòa có bị mất chủ quyền không? Có chứ. Cho nên người Mỹ cứ đổ quân vô, phải chỉ thông báo là tôi đưa chừng này, tôi đưa chừng khác. Rồi người Mỹ rút ra thì có đây thông báo cho Việt Nam Cộng Hòa, tôi rút ra nghe không? Không, không có. Thành thử rút ra hay là đặt quân vô Việt Nam hay rút quân vô Việt Bắc Mỹ, như mà lần đầu tôi đã nói, tháng 3 65 người ta chỉ đưa 2 tiểu đoàn thủy quân lục chiến vô Đà Nẵng. Nhưng tháng 4, tháng 9 65 là 9 tháng, quân số Mỹ ở Việt Nam đã đến hơn 200 ngàn người. Một người lính ở tác chiến thì phải có 5 người lính về hậu cần. Như vậy cái vấn đề đưa quân vô nước Mỹ đã được chuẩn bị. Chuẩn bị lúc nào tôi có thể nói với tất cả sự cẩn thận, đã được chuẩn bị từ 1954. Vì người ta thấy rằng 54 chưa có đủ, và ông tham mưu trưởng lục quân
hay là ông Tham, hai ông Tham, ông Tham mưu trưởng Liên Quân và ông Tham mưu trưởng Bộ Lục Quân có hai ý kiến với nhau khác nhau, nhưng đều đồng ý nếu năm tư đưa quân vô để cứu Điện Biên Phủ chưa nên. Vì sao? Vì chưa đủ các cái hệ thống hậu cần. Cái kế hoạch đó năm tư đến 65 người ta đã thi hành, không có một cách gì mà từ tháng 3 65 chỉ có hai tiểu đoàn thì có lục chiến vô Đà Nẵng, mà đến tháng 9 65 chỉ có 6 tháng mà đã khai triển hơn được mấy trăm ngàn người. Đấy, thành thứ người Mỹ đi vô có kế hoạch. Kế hoạch đó ai hoạch định? Cái đó làm sao tôi biết được. Một anh tiêu quý trung quý cho đến đại quý, mà đại tá hay đại tướng Cao Vương Viên cũng không biết nữa. Rồi người ta rút ra cũng có kế hoạch. Đấy, thì hội nghị Ba Lê 68, 69, 70, 71, 72, 73 thì rút ra còn mấy chục người ở trong điêu, chính là tôi và Bùi Tín đứng đếm từng người lên máy bay. Thành thử về, thưa với quý vị, trở lại cái câu hỏi là nước Việt Nam có chủ quyền hay không, thì mất chủ quyền. Mất chủ quyền vì sao? Súng của Mỹ, đạn của Mỹ, quân trang quân dụng của Mỹ, thế cái gì cũng có chữ MAP hết. Thành thử thế làm sao mà mình dùng đồ của người ta, thì làm sao mà mình bảo rằng mình cần người ta được. Vâng, thành thử thế thôi. Cái đó thì cũng không dám nói hơn và cũng không dám nói bớt và không dám nói thêm, nhưng mà rõ ràng có mất chủ quyền hay không, đó là cái phần của Dược Tiểu mà thôi. Cảm ơn anh. Vâng.